Chị uống giùm em cái viên uống da đập gan và bổ gan của nước Mỹ. Nó giúp cho chúng ta đào thải tống hết những cái độc tố ra khỏi cái lá gan của mình. Ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và ngăn ngừa ung thư gan. Một hộp giải độc gan của nước Mỹ có giá 7,50. Mình uống được 3 tháng. Khi nhận hàng được kiểm tra chỗ này, Made in USA mới trả tiền, không đúng USA 50 xu cũng không trả. Hàng giả không đúng của Mỹ được đền tiền 1000 lần, không đúng hàng Mỹ đền tiền cho mấy chị 1000 lần nha. Comment giùm Hà, giải độc gan 7,50. Chị uống cái collagen nhân sâm cho Hà đi, uống cái collagen nhân sâm này cho Hà đi. Mấy chị này là làm việc văn phòng á, mấy chị làm việc văn phòng nè, uống cái collagen nhân sâm cho Hà, vừa có nhân sâm vừa có collagen, hỗ trợ cho mấy chị không bị đau đầu nhức đầu, giúp cho thần sắc của mấy chị tươi roi rói, tăng cường sinh lý, tăng sức đề kháng. Mấy chị làm việc một cách hiệu quả tích cực, người mình luôn yêu đời, cái gương mặt rạng ngời nhờ nhân sâm nha. Và cái collagen trong đây xóa nám, trị nám, xóa nhăn, kích trắng da. Nó có biotin trong đây bảo vệ, ngăn ngừa rụng tóc, tóc con mọc tua tủa lên, hỗ trợ móng tay móng chân không gãy và hỗ trợ răng và xương luôn. Một hộp collagen nhân sâm có 390 viên, mỗi ngày chúng ta sử dụng sáng 2 viên, trưa 2 viên, 650.000, được sản xuất tại nước Mỹ. Các chị comment giùm em collagen nhân sâm 6,50. Nhận hàng kiểm tra Made in USA trả cho Hà 6,50. Không đúng USA, cưng ơi đem về để chị không ra tiền. Chị không lấy, để chị nữa chị mua món khác. Hàng giả được đền tiền ngay và liền luôn nha. Dạ chắc vừa rồi em hết chị Hồng Trần ơi, chiều này em mới về được 2 chai, mời em đi đơn cho mình nha, 500.000. Rồi bây giờ Hà lên cái sắp đơn nha. Best seller của nhà Hà nè mấy chị. Cho má đủ màu lên đây coi. Các chị để trong nhà tắm giùm Hà một cái này. Các chị để ngay cái bàn làm việc giùm Hà một cái này. Các chị để trong xe hơi cho Hà một cái này. Các chị để ngay cái bàn trang điểm cho Hà một cái này. Đây là sáp thơm Hà cầm từ Pháp về, do gia đình sống tại Pháp 40 năm. Và Hà hứa với mấy chị tại Việt Nam không có nha. Rồi, khi mấy chị nhận được cái sáp thơm như vậy, cái điều mà mấy chị mê mệt nhất là mùi thơm của nó. Ai có xe hơi, để trong xe hơi cho Hà một bình như vậy. Khi chiếc xe hơi của mình nó thơm quá trời thơm rồi, mấy chị đóng lại. Mấy chị, Hà có nè mùi lavender, mùi hoa hồng, Hà có mùi chanh xả mà chúng ta mà đi massage đó. Mà có mùi chanh xả mà để cho chúng ta relax nhẹ nhàng. Hà có mùi hoa ly, Hà có mùi gỗ rong, Hà có mùi gió biển. Ta nói nó thơm tệt ra. Khi mấy chị để trong xe hơi mấy chị, Hà nghi như vậy mấy chị thấy cái sáp thơm không? Hà nghi như vậy mấy chị thấy nó đầy nóc lên tới cổ luôn đó không? Rồi, các chị để trong xe hơi như vậy, chiếc xe hơi của mấy chị nó thơm quá thơm rồi. Mấy chị nghe thơm nhiều quá mấy chị, đóng lại như vậy. Đó, rồi chừng nào mà nó muốn thơm nữa mấy chị mở ra như vậy nha. Các chị đặt trong nhà tắm giùm Hà một thanh như vậy. Khi bước vô tới nhà tắm, má thần ơi nó thơm dữ vậy trời. Nó thơm kinh khủng. Rồi mấy chị đi chợ hoặc đi đâu 2-3 ngày mình không muốn theo, mấy chị đóng nó lại như vậy. Mấy chị về tới muốn thơm, cái việc mở có khách cưới gì mấy chị mở ra như vậy. Mấy chị đặt ngay cái bàn trang điểm của mình, bàn trang điểm ngay phòng ngủ của vợ chồng mình một cái này. Rồi sau đó đó, mấy chị mà thấy nó thơm thoang thoảng cả ngày luôn, sướng lắm mấy chị. Hàng Hà cầm từ Pháp về đây, chết chỗ này mà mắt im răng xe. Một sáp như vậy là 90.000. Mấy chị mua 3 sáp nhà miễn ship cho. Comment giùm Hà sáp thơm của Pháp nha, sáp thơm hoa của Pháp 90, Hà có khoảng 10 mùi. Rồi, các mùi nào cũng thơm bất tận trời mây. Khi shipper đem tới, được mở ra, mình nghe cái mùi trời ơi trời, nó thơm dữ vậy, trả tiền cho Hà. Không thơm, em ơi cho chị gửi lại, chị không lấy nha. Tuyệt cú mèo luôn hàng chị của Pháp. Trương Thị Kim Nguyên đúng là shop này đẳng cấp, mua nhiều lần, lần nào cũng như lần nấy, rất là vừa bụng mát ruột quá đi. Lớp vô chị, em cảm ơn chị nhiều. Like thiệt hay giả? Dạ em đang like trực tiếp nha, em đang like trực tiếp. Mấy chị, Hà đã nói với mấy chị rồi,
cái uy tín của hàng có bán rẻ thì bằng những cái gì, không lấy nào mà lợi nhuận không có bao nhiêu mà để mất uy tín nào cũng làm như vậy. Mấy chị yên tâm từ đó. Chị Nguyễn Như hỏi là giảm cân bao nhiêu sao không xem comment. Ủa vậy hả, sao con trả lời cho chị nè. Collagen nhân xăm cho Hường Huỳnh ạ. Chị cái giảm cân không kịp á, đọc không kịp đừng nhận hà, con đưa giảm cân lại. Chị tên gì, chị tên gì? Nguyễn Như ạ. Chị Nguyễn Như ơi, Hà trả lời cho chị Nguyễn Như nha. Ba sáp thơm cho Hiền Nguyễn. Em bị xếp đó. Từ ba sáp nha mọi người. Chị Nguyễn Như ơi con. Dạ, chị Nguyễn Như ơi, Hà trả lời cho chị Nguyễn Như này nha. Cái giấm táo đỏ, chị uống cái này đi. Nó là xiết mỡ toàn thân cho chị. Vừa mỡ cánh tay, mỡ lưng, mỡ bụng, mỡ hông, mỡ đùi sau luôn. Và nó an toàn, lành tính và hiệu quả của nước Mỹ. Nó rất nổi tiếng tại Mỹ. Hà cầm từ Mỹ về. Nếu mà chị uống á, mỗi ngày chị uống 2 viên giùm Hà. Sáng chị uống 1 viên, trưa chị uống 1 viên. Giảm cân an toàn cho chị luôn, lành tính và rất nổi tiếng tại Mỹ. 750.000. Chị uống được 3 tháng nha chị Nguyễn Như. Sát thơm cho Thủy Nguyễn, Hồng Thạnh, Phạm Vân. Còn cái này nè là viên nhai 750.000. Mỗi ngày chị nhai cho Hà một viên. Chị nhớ nè, khi chị đưa vô miệng là mùi trái táo, mùi thơm lắm. Ngoại trừ mà chúng ta béo phì nặng, chúng ta quá béo phì, có bụng chúng ta bự quá, chúng ta phốt phát quá, thì chúng ta mới nhai 2 viên. Còn bình thường chúng ta nhai 1 viên thôi, hàm lượng nó cao lắm. 750.000 chị nhai được 120 ngày, được 4 tháng. Lớp du chị nha, đừng giận em. Rồi comment giùm Hà nè. Giấm táo đỏ, viên uống giấm táo đỏ của Mỹ 750, uống được 3 tháng. Viên nhai giấm táo đỏ của Mỹ 750, mình nhai được 120 ngày. Ngoài ra chị có thể chịu uống giảm cân mạnh của nước Mỹ. Nó được tên là Acai. Giảm cân mạnh của nước Mỹ nó có tên là Acai. Đây là dòng giảm cân cực mạnh. Chị phải uống nước nhiều vô cho Hà nha. Khi chị uống 2 viên này vô, chị phải uống nước nhiều được vô cho Hà. Chị ăn tinh bột ít lại, chị ăn một chén cơm như vậy. Chị ăn thiệt là nhiều rau, thịt, cá, trứng chị ăn nhiều cho Hà. Nhưng cơm chị ăn ít lại, ăn bánh mì ít lại, ăn cháo, ăn những cái tinh bột ít lại. Chị đừng uống nước ngọt vô cơ thể chị nhiều. Chị sẽ cho chị một cái vóc dáng theo ý của mình nha chị nha. Chúc chị thành công trong quá trình giảm cân. Đây, giảm cân AK là giảm cân mạnh của nước Mỹ. Có sự rửa mặt của Nhật không? Không đúng của Mỹ à, đền cho dạ, 1 ngàn giảm lần. Giảm táo đỏ cho chị Nguyễn Như, em xin số điện thoại nha chị ơi. Giảm táo đỏ chị Nguyễn Như, comment đi mà là viên uống hay là viên nhai nha. Để cho mấy bạn giao đúng ý cho chị. Đúng ý cho chị. Nếu chị uống, hàm lượng nó cao lắm chị hiểu nó vậy nè. Chị ăn cái gì vô cũng được hết trơn á. Nó có kén ăn, không có gọi là. Nhưng mà khi chị ăn, thức ăn vô miệng chị á, nó hấp thu xong cái nó chuyển hết cho nước ăn nó thành năng lượng hết, không cho mở tụ lại. Mỗi ngày chị uống giùm Hà 2 viên nha. Nếu mà chị nhai thì chị nhai mỗi ngày 1 viên giùm Hà. Ngoại trừ chúng ta béo, quá béo thì chúng ta mới nhai 2 viên nha. Chị comment giùm Hà là viên uống giấm táo đỏ 750 hoặc là viên nhai giấm táo đỏ 750 nha. Viên nhai thì chị nhai được 4 tháng. Dạ, sát thơm cho chị qua giấy. Có sự rửa mặt của Nhật không? Chị ơi, chị Hà chuyên Pháp và Mỹ, bởi gia đình Hà đang sống tại Pháp và gia đình Hà đang sống tại Mỹ. Hà không bán của những quốc gia khác. Có omega 369 không? 47 dạ, tuổi mắt kém thì uống gì? Uống omega 3 của Pháp cho Hà đi. Nè chị uống cái này cho Hà đi chị. Nó vừa nè, cái này nè con. Ờ, chị mắt kém 47 tuổi nè. Chị uống cái này giờ cho Hà đi. Chị biết omega 3 này là rất nổi tiếng tại Pháp nè. Nó hỗ trợ cho chị là con mắt của chị mà mỗi nhiều mắt khi chị xem điện thoại nhiều, chảy nước mắt sống, chị bị cha là mắt, chị bị viêm giác mạc mắt, khô mắt, chị bị sốt mắt, ngứa mắt, đỏ mắt, nói chung là bệnh lý giác mắt. Chị uống một ngày một viên này cho Hà. Ngoài ra nó hỗ trợ cho chị không đau đầu, không nhức đầu và không bị mất ngủ. Hỗ trợ cho chị máu tuần hoàn về tim tốt, không bị tai biến, không bị nhồi máu cơ tim. Một hộp như vậy là 550. Em cầm chuẩn từ nước Pháp về. Hàng giả, Hà đền cho chị 1.000 lần. Chị 47 tuổi, mỗi ngày chị một viên này giùm Hà. Hà cầm chuẩn từ Pháp về. Omega 3 của Pháp, nghe chị nha. Rồi, Hà có cái omega 369. 369 là 720.000, nó có 325 viên. Trong đây này mấy chị, nó có dầu hạt lanh, dầu cái, dầu ô liu và hoa anh thảo trong đây. Hỗ trợ về mắt và tim mạch. Tốt cho mắt và tốt về tim mạch. Mỗi ngày sử dụng 2 viên giùm Hà. 720. Hà có sữa rửa mặt. Viên nhai táo đỏ cho Thanh Hoa, viên uống táo đỏ cho Nguyễn Như. Dạ, à, cảm ơn nha mấy chị. Chị có bán body lotion không? Dạ có, body lotion, body mist. Rồi Hà có kem dưỡng da tay của Bách Body Works, nó thơm bà của nội. Nhận hàng Hà cho chị thử mà. Hà cho chị mở ra, chị thoa lên. Chị ok, chị mới trả tiền cho Hà nghe. Rồi cho Hà lên. Xong cái này Hà sẽ lên kem đánh răng và lăn khử mùi cho mấy chị. Hà sẽ lên cho mấy chị cái nước thần. Cái
kêu là cái lotion mà với là cái nước hoa hồng của Pháp, và Hà tặng cho 30 chị với giá, tại vì vậy nè, nhớ nha, Hà lặp lại nè, coi like Hà hôm nay, ngày mai trưa chủ nhật vào, Hà sẽ tặng banh nóng nhà vào trưa chủ nhật để ngày thứ hai Hà đi Mỹ rồi nha mấy chị nha. Ngày chủ nhật Hà tri ân mấy chị để Hà say goodbye với chị để Hà đi Mỹ nha. Rồi các chị, cái này là serum mặt của Mỹ nè. Chị nào mà bị mụn dữ thần mụn, đặc trị mụn, con mình á mà nó vậy thì mà bị mụn nhiều, chúng ta bị mụn nhiều, sử dụng cái này, nó từ thang tre và trà xanh chuyên đặc trị mụn 280. Chị nào muốn vừa trắng da, vừa mềm da và vừa cấp ẩm da, xài hai bạn này. Đây là sữa rửa mặt trắng da và cấp ẩm cho da, da không bị khô và nó kích trắng da lên, 280. Hàng của Mỹ, comment giùm Hà, sữa rửa mặt đặc trị mụn 280, sữa rửa mặt trắng da và cấp ẩm 280 nha. Made in USA. Rồi, Hà sẽ lên cho mấy chị về cái sắp đâu một lần nữa rồi Hà qua mã nha. Cái sắp đâu này Hà cầm từ nước Pháp về, lặp lại, đây là sắp đâu của nước Pháp, Hà cầm bạn này từ Pháp về. Các chị chỉ cần đặt vô xe hơi cho Hà một cái sắp này, các chị đặt trong phòng ngủ cho Hà một cái sắp, mấy chị dòm cái sắp nó đầy nắp nè, thấy không? Mấy chị đặt vô trong nhà tắm giùm Hà, khi mà nó thơm quá trời thơm rồi, mấy chị đóng lại, đóng lại. Rồi bây giờ muốn thơm nữa, mở ra, các chị thấy là trong xe hơi của mình nó đủ mùi thơm rồi, nó quá trời thơm rồi, mấy chị đóng lại như vậy nha. Rồi trong phòng ngủ của vợ chồng mình, mấy chị đặt ngay cái bàn trang điểm á, các chị chỉ đẩy cửa phòng vô là cái mùi thơm nó cứ quanh quẩn đã lắm mấy chị. Hàng Hà cầm từ nước Pháp về, comment giùm Hà lăn sáp thơm của nước Pháp 90.000, ba sáp nhà miễn ship, Hà có đủ mùi hết. Khi shipper đem tới cho mấy chị, được mở ra quá trời đã rồi, thơm dữ vậy trời, trả cho Hà 90.000. Không thơm, em ơi đem về đi, Hà nó nói thơm chị mới mua, bây giờ chị đâu nghe mùi thơm gì đâu. Không thơm, quýnh Hà, không thơm nghỉ chơi với Hà ra luôn, tẩy chay Hà ra luôn nha. Comment giùm Hà, sáp thơm của Pháp 90. Rồi Hà qua mã nha mấy chị, Hà qua mã nha. Hà có đủ mùi sáp thơm của nước Pháp. Dạ, sáp thơm 90.000 nha, sáp thơm cho Hiếu Nguyễn. Mấy chị, Hành Nguyên, bổ mắt 550 là 120 viên nha chị. Sáp thơm cho chị Hường Huỳnh. Nha. Omega 369 cho Yến Quân. Rồi, mấy chị, rất thơm, rất thơm. Shipper đem tới ổng thơm không nhận nha. Thơm thơm lắm chị Hồng Hạnh. Chị Hồng Hạnh, em cảm ơn chị nha. Bốn sáp thơm của Pháp. Lisa Lê, dạ. Đây đó mấy chị, thơm kinh khủng, hàng Pháp, hàng Pháp rồi. Em miễn ship từ 3 sáp nha mấy chị ơi. Các chị, chị Lisa Lê, em xin lại số điện thoại nha. Bây giờ Hà bán tặng sáp thơm cho Như Ý Nguyễn Trần nè, sáp thơm cho Trang Chi khách cũ. Bây giờ Hà tặng cho 10 chị nè, Hà tặng cho 10 chị nè, bơi vô đây xài hàng Pháp nha nè. Các chị xài hàng của nhà Hà là mấy chị xài hàng Pháp chính hãng. Rồi con đem cái sáp thơm này ra, đặng mình mang đưa cái này lên cho mấy cô. Xong em lên lotion cho chị nha. Bây giờ em tặng cho 10 chị nè, bơi vô đây. Các chị, đây là nước hoa hồng. À, đây là nước hoa hồng nha. Đây là nước hoa hồng. Mấy chị biết không? Cấp ẩm cho da, săn chắc da. Sáng Hà chỉ mấy chị nha, sau khi mấy chị rửa mặt rồi á, mấy chị cho một lượng này vô da mặt mấy chị á. Hai cái tay mấy chị đập vậy nè. Nha, hai tay đập nhẹ vậy giùm Hà. Nha, đập nhẹ vậy giùm Hà. Cái nước hoa hồng này nè, nó thẩm thấu vô. Nếu mà của Lăng Cơm á, người ta gọi là nước thần luôn mấy chị. Nếu mà của Lăng Cơm á nha, là nước thần luôn, mà Lăng Cơm Hà đang trên đường về. Nếu mà nước thần của Lăng Cơm Hà bán là 1.700.000 cho size nhỏ và 2.400.000 cho size lớn. Còn cái này của Ăn Laurent của nước Pháp là quá nổi tiếng. Mỗi sáng á, mấy chị cho một lượng này nè nha, cho lên da mặt xong mấy chị đập nhẹ vậy nè, đập nhẹ lên da giùm Hà, đập nhẹ lên đi nha. Nó thẩm thấu vô da, săn chắc da, mướt da, mượt da và cấp ẩm cho da. Có nghĩa là mấy chị nhìn nó ở cho sang cái bạn nó nhìn nó xài cái gì mà da mặt nó đẹp, nó khỏe mấy chị, da mặt khỏe là có độ trắng, độ căng, độ bóng. Mấy chị cứ sáng nào mấy chị cho một lượng nước hoa hồng này vô, mấy chị đập về giùm Hà nha. Nè, đập về giùm Hà. Hàng của chị cái gì cũng đúng hàng hết, yêu chị quá. Hồng Thạnh, em cảm ơn chị Hồng Thạnh rất nhiều. Rồi một hộp này Hà cầm từ nước Pháp về 200ml nha. Hà tặng nè, Hà tặng cho 10 chị nha, với giá mấy chị, trong đây nó có vitamin C là kích trắng da, trong đây có vitamin là trị mụn, trị nám và
và trong đây nó có B5 trong đây luôn, có nghĩa là quá cao cấp rồi, quá cao cấp. Nó được gọi là hình như là nước thần luôn á mấy chị, của nước Pháp, của nước Pháp. Một bình như vậy là 200 ml lận nha, siêu đã luôn, rất thơm, có vitamin C kích trắng da, có ơ là trị mụn trị nám và có B5 trong đây cho mấy chị luôn nha. Lên collagen đi chị ơi. Dạ Quỳnh Như, để lên collagen cho. Một bình như vậy nha, Hà tặng cho 10 chị 10 chai với giá 250. Thay vì Hà bán 320.000, thay vì Hà bán 320.000, Hà sẽ tặng cho 10 chị. Và Hà đếm từ trên theo cái máy chủ của Hà xuống. Các chị comment giùm Hà. Nước thần hoa hồng 250, Hà tặng cho 10 chị. Hàng Pháp, xài không đã, nghỉ chơi Hà ra. Xài mà không đẹp da, nghỉ chơi Hà ra. Trong đây có ơ, có vitamin C kích trắng da, có vitamin E trị mụn trị nám, có B5 cho mình luôn. Comment giùm Hà. Nước thần hoa hồng tặng 250. Các chị đang tiết kiệm gần 100.000 một chai. Rồi, Hà tặng cho 10 chị, Hà qua mã nha. Hà tặng cho gần 100.000 trong đây nha. Rồi, Hà có nước tẩy trang của Pháp, Hà tặng cho 10 chị. Hà tặng cho 10 chị nước tẩy trang của Pháp. Và cái bạn này được gọi là lotion luôn, vừa tẩy trang mà vừa lotion. Chị nào mà da dầu dữ đó, bơi vô đây. Chị nào mà muốn cái da mình săn đẹp, bơi vô đây. Mỗi sáng lấy một lượng này. Mấy chị ơi, mã tặng 250 kèm số điện thoại ngoài sau giùm em, mới có đơn nha. Mã tặng là tình ương mến thương lắm rồi, cho giúp giùm em cái số điện thoại nha. Mấy chị biết sao ha, mấy chị tiết kiệm được 100.000 đó. Mấy chị đang tiết kiệm được 100.000. Và một cái điều quý mến nhất là các chị đang xài chuẩn hàng của Pháp. Các chị đang xài chuẩn hàng của Pháp. Cái này dạ, nước thần cho Thùy Trang, Hồng Lê, Đà Ai Di. Em xin số điện thoại nha. Nước thần cho Phạm Vân. Để lên số điện thoại các chị. Sướng một điều là các chị đang xài hàng chuẩn của Pháp nha. Rồi bây giờ Hạ tặng cho nước tẩy trang của Pháp nè. Trong đây xài đi mấy chị, hàng chuẩn Pháp 100%. Chị nào da mặt đang bị dầu quá, chị nào đang muốn cái da mình mà nó gọi là săn chắc lên mà trắng da lên này, Hà tặng cho 10 chị với giá 150.000. Với giá 150.000 tặng 10 chị để tri ân cho các chị nha, tri ân cho các chị. Cái này vừa là lotion dưỡng da mặt, vừa tẩy trang và nó kích trắng lên cho mấy chị luôn. Và chỉ có trên like thôi nha, chứ xuống like kiếm là sẽ không bán giá này. Và các chị đang xài hàng chính hãng của nước Pháp. Rồi comment giùm Hà nè. Bị mụn lưng thì dùng gì? Mụn lưng nước xài vaseline trần, nước tẩy trang cho Yến Quân. Tẩy trang tặng 150, Hà tặng cho 10 chị, đúng 10 chị thôi nha. Bé lắm, đúng. Rồi, các chị comment giùm Hà. Tẩy trang Pháp 2 chai cho Trần Thủy. Các chị đang xài hàng chính hãng của đúng Pháp. 10 chị là em ngưng nha mọi 150.000, mấy chị đang tiết kiệm được 100.000 một người. Đang tiết kiệm, em bán mà mấy đứa nhỏ nó nói trời ơi má ơi kìa. Một lần nữa nè, Hà loa loa với tất cả các chị, Hà like với mấy chị tối nay, Hà like với mấy chị tối nay. Trưa chủ nhật đi lên, Hà tặng banh nóc nhà với mấy chị. Để ngày thứ hai Hà bay về Mỹ rồi nha. Rồi, cảm ơn tất cả các chị nè. Cái này Hà tặng cho 10 chị. Comment giùm Hà. Tẩy trang dưỡng da luôn nha. Nó là dưỡng lotion cho da mặt của mấy chị luôn đó. Hàng Pháp, hàng của nước Pháp. 150 10 chị. Rồi, rỡ quá trời. Mấy đứa nhỏ má ơi, rẻ quá trời má ơi. Tẩy trang cho Hương Mai, rồi. Sam Lam. Trời chắc dư rồi quá. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị về collagen. Con lên cho mấy má collagen.